Trước khi xem, các bạn hãy bỏ ra một giây để ấn like, ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh và theo dõi những tập mới trên kênh nhé. Chúc các bạn xem vui vẻ. Hả? Chết rồi, nhát gan vậy sao? Sư phụ, không phải do con giết chết hắn. Cắn lưỡi tự sát, trong miệng có dấu thuốc độc. Loại người này thường đi trên lưỡi đao, đầu buộc vào thắt lưng, một khi rơi vào tay kẻ địch sẽ tự sát. Quả nhiên là cắn lưỡi tự sát, sát thủ nhất định là trước khi tự sát muốn nhớ lại những thứ tốt đẹp nhất trong cuộc đời. Đáng tiếc còn không bằng kêu Tiểu Diên Nhi trực tiếp kết liễu hắn, ít nhất sẽ được thưởng điểm công đức, phương hướng dạy dỗ như vậy đã sai rồi sao? Ngoan quá, chết rồi cũng tốt hơn là để chạy mất, suy cho cùng là mình đã mời Lý Vân Triệu qua đây. Trước mắt chỉ có thể hy vọng, tứ hoàng tử điện hạ, trở về hoàng thành sẽ không đâm loạn là tốt rồi. Người đâu? Vương gia. Thu dọn đi. Vâng, lão tiên sinh, ngày mai ta sẽ lại tới, cáo tử. Ta có phải cũng lên rời đi rồi không? Là nhớ tới Gian Ái Kiếm. Ngươi và hắn có chút giống nhau. Hắn? Cái tên Giang Ái Kiếm này đã mất liên lạc rất lâu, lần trước tìm được hắn vẫn là Minh Thế Nhân liên hệ. Bỏ đi, không nhắc đến hắn cũng được. Cái tên Giang Ái Kiếm này suy cho cùng cũng là hoàng tử, cũng không muốn tiêm nhiễm với người trong hoàng cung, có lẽ sẽ không tới thần đô. Trời tới rồi, sao ngươi còn chưa đi? Đi, người này hình như có hơi ngốc. Sư phụ, ta không cần đi ngủ sao? Lão tiên sinh, bất luận nói thế nào, ta là thật lòng muốn kết thêm nhiều bằng hữu. Trước hết xin đừng vội vàng quyết định, có thêm một bằng hữu cũng là chuyện tốt. Chúng ta sẽ có ngày gặp lại. Sư phụ, hắn có phải là đang uy hiếp chúng ta hay không? Có cần bắt về không? Không cần. Dạ. Sư tỷ, bây giờ nhớ ra muội hạnh phúc hơn tỷ nhiều. Ấy, con bé là muốn an ủi người khác, đồng thời cũng muốn nói bản thân vẫn luôn ở trong phúc mà không biết phúc, nhưng nghe có vẻ kỳ lạ thế nhỉ? Phụ thân, khách còn chưa đi. Đừng lang thang nữa, về thôi. Hắn là ai vậy? Nơi mà muội muội ngươi thường nhắc tới. Lão tiên sinh, vãn bối thật sự không biết tứ hoàng tử điện hạ sẽ cùng theo tới đây, mong lão tiên sinh thứ tội. Ngươi quen biết hắn? Ấy, tứ hoàng tử thường trấn thủ biên cương, khi rời đi vẫn còn rất trẻ, khi trở về thì đã đứng tuổi, dung mạo thay đổi rất nhiều, cộng thêm hắn đã cải trang, nhất thời không nhận ra. Trấn thủ biên cương? Nếu hắn đã là người trấn thủ biên cương, sao lại lập bang kết phái như những hoàng tử khác vậy? Tự vệ mà thôi, không bao lâu nữa binh quyền của tứ hoàng tử sẽ bị tước đi, đến lúc đó hắn sẽ biến thành cô lập không có chi viện. Hắn không có lòng hại người, nhưng người khác lại có. Ấy! Bỏ đi! Ngươi biểu hiện rất tốt, lão phu trước nay luôn ân oán phân minh, nói đi, ngươi muốn gì? Vãn bối không dám, vãn bối không phải đám tham lam của tu hành giới đó, tuyệt không dám nhòm ngó đồ của Ma Thiên Các. Ừ, ngủ thôi. Lão Hồng, có phải là ta đã để lỡ gì rồi không? Lão gia hãy nén bi thương. Đỡ thằng bé về đi, nhát gan như vậy, sau này sao có thể thừa kế gia nghiệp? Vâng, cùng lúc đó, Kim Đình Sơn, Phan Trọng, Tứ Tiên Sinh, ngài trở về rồi. Khóa tu vi của tên này lại đi. Vâng. Đột nhiên nhớ ra một vấn đề, sư phụ ở đâu, mình lên làm sao để tìm được sư phụ đây? Kỳ Vương Phủ. Trở về báo với lão gia, cứ nói là ngươi tới rồi. Vâng, tiểu nhân đi ngay. Lý Công Công. Ta luôn tuân thủ lời hứa, chỉ mong hắn cũng tuân thủ lời hứa. Mời. Vật này chính là Vô Tự Thiên Thư mà hôm qua ta đã nhắc tới. Ngươi có biết vật này dùng như thế nào không? Nói ra cũng lạ, vốn dĩ Thái Hậu luôn mang bệnh, thường xuyên đau tim, thỉnh thoảng dùng vật này làm gối, không đến một tháng,
bệnh đã khỏi. Ắt hẳn vật này không phải là sách để người đọc, mà là một loại bảo vật cổ ấn chứa sức mạnh nào đó. Ngươi đoán giỏi thật đấy. Dinh nhận được một mảnh vỡ thiên thư khai quyển. Còn thiếu một mảnh. Mọi người xem đến đây xin hãy ấn đăng ký kênh, ấn like và để lại bình luận tương tác với chúng mình để theo dõi những tập mới nhất khi ra nhé.